Thầy mo thì cũng đúng không? Người ta có vợ, có con, mà ai mộ người ta cứ mời, người ta cứ đi, cứ đi. Đây huống chi một thầy chùa mà tự nhiên này không phạm một cái điều gì pháp luật đấy. Chỉ có gọi là thầy trò với nhau thì tự nhiên ấy nè. Cái người trò người ta bỏ người ta đi, người ta đi. Đấy thì bây giờ người ta đi thì bây giờ phải tìm được cái người trò, hoặc là định được cái người trò như thế nào thì với kết tội cho một cái người thầy được. Đấy, nhưng mà không đi, không liên lạc được, không có bắt máy gì hết, mà chỉ có nghe vu vơ những người nọ người kia nói đấy, thì tự nhiên lại ra cái giấy như vậy, không cho đi lễ. Trong toàn tỉnh Thái Bình với lý do không biết dạy điện tử đấy, thì nó rất là vô lý đúng không? Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là cái tiếng tâm này thì nó đồn đi rất là xa chứ. Bạn bè của sư cũng có này đấy, rồi là quê sư thì cũng gần cái chùa đó cũng có, cách nhau có 3 cây thôi, tự nhiên nó như thế thì nó cũng đau khổ chứ mọi người. Bây giờ tự nhiên là đi chùa làm sao mà tự nhiên lại bây giờ lại bị như thế này, chắc là phải làm sao thì người ta mới không cho đi lễ. Mà tất cả các quý vị thấy được một nhà chùa mà tự nhiên là bị cái như vậy thì nói chung là nó mang tiếng là ảnh hưởng đúng không mọi người, như là người cấm vận rồi. Sau đó thì cũng may mà được các Phật tử người ta đấu tranh cho, rồi sư cũng thậm chí là sư cũng có đi lại đấu tranh nữa. Thì cuối cùng rồi người ta thầy ông đó ông mới nói là thôi vậy thì cứ sang năm thì cứ đi hạ bình thường đi, cái gì nó to thì cho nó nhỏ lại, mà cái gì nó bé thì cho nó không có gì nữa, thì cứ đi học hạ bình thường đi, rồi muốn cái giấy trả lại thì tôi sẽ viết cho, tôi sẽ trả lại đấy. Thì đến khi là sư mới chia sẻ cho mọi người là đi học hạ cái năm đấy thì bắt đầu thì là cũng cứ là sư cũng cứ là đôn đốc là cụ trả lại cái giấy đấy, chứ không trả cho con cái giấy đấy thì các vị nói nọ nói kia, rồi các vị bàn luận xì xào, rồi mấy cái người mà người ta có chức có quyền mà người ta cũng gọi là ngang bằng phải nứa như sư ấy, thì người ta mới cứ nói với nhau là đây nè, do cái cụ hòa thượng này cụ ấy cho đi thôi, chứ còn đâu là không ai biết cái gì. Bây giờ cứ biết là cái giấy cụ ra bây giờ là nó như thế, mà tự nhiên cái bây giờ lại đi hạ thì là cũng cho đi thôi, chứ còn đâu là chúng tôi là không biết cái gì. Tức là người ta cứ xì xào, người ta nói với nhau như thế. Mà đi thì sư cũng chia sẻ cho mọi người cũng vất vả chứ, cũng đâu có phải là sung sướng gì đâu, cũng vất vả. Thì đến khi là cứ thúc giục cụ thì cụ cứ bảo đến cuối hạ rồi tôi ấy cho. Xong bắt đầu cụ mới sang, cụ mới chuyển sang là thôi bây giờ ấy, cái chùa đấy bây giờ là đừng để như thế vậy nữa. Bây giờ là nếu như mà thầy về đấy bây giờ là nó cũng khó, nó cũng bè nọ phải kia nó cũng khó, thì bây giờ là thầy cho ai về thì là thầy cho người ta về đăng gia đi, rồi là thầy đi lại. Chứ bây giờ là thầy phải nghĩ là mình phải nghĩ đến cái việc Phật pháp, chứ còn mình đừng chấp với những cái trần gian làm gì. Bây giờ phải nghĩ đến cái Phật pháp, là người ta đang làm dở cái chùa như thế thì bây giờ mình phải cho người khác về thì người ta làm tiếp thì nó đỡ hư hại tiền tỷ quả thập phương. Chứ nếu như mà mình không cho người khác về mà mình cũng không về thì nó sẽ hư hại những cái tiền tỷ của thập phương, thì nó tội nỗi rồi, mình tu bao nhiêu cũng không lại được. Thì ông ấy nói như thế, thì sư nghĩ thì nó cũng là đúng thôi, hợp lý. Thì thôi bây giờ mình chỉ nghĩ đến Phật pháp thôi, chứ mình không nghĩ cái riêng mình nữa. Thì giữa lúc đó thì
tức là đệ tử của ông ấy thì lại cũng cứ sang đó, sang đó với sư là xin cái chùa đó để về làm đăng gia. Đấy, xin về làm đăng gia rồi à, tức là cũng phục tùng hết, chỉ có đăng gia thôi, thì hợp lý hợp tình thôi. Thì bây giờ thôi thì cụ ấy cũng nói, cụ giúp như vậy rồi, bây giờ là đệ tử của cụ như thế nói thì thôi thì cũng đồng ý, sư cũng đồng ý. Thì sau đó thì à, có thỏa thuận với cái ông sư đấy, với đệ à, cụ ấy nữa. Có nghĩa là con chấp nhận là con cho em về đăng gia, nhưng mà con chỉ xin là một năm ấy có hai cái ngày dỗ chính, ví dụ như là dỗ sư con vào ngày 7 tháng 10, rồi dỗ tổ sư là vào ngày 5 tháng giêng, thì con xin hai cái ngày đấy là con về để con dâng dựng cho nó có người có tiếng, còn đâu là làm nhiều cơm nhiều cỗ, thu chi như thế nào là do em nó. Con không có tiền đem về mà con cũng không lấy một đồng nào con đem đi, con chỉ giữ trọn đạo bây giờ thôi, thì nó như vậy, con không ở được thì con cho em về đó đăng gia, thì con chỉ xin như thế thôi. Thỏa thuận, cụ ấy cũng thỏa thuận rồi, cái ông đệ tử của cụ cũng thỏa thuận như vậy. Còn nói là thầy tất cả các ngày nọ ngày kia rồi thầy cũng cứ phải về như nọ như kia, dìu dắt nọ nọ kia kia, chứ không cứ là hai cái ngày dỗ. Đấy, là sư nói như vậy thì thỏa thuận như vậy. Nhưng trời ơi thì không thể ngờ đâu được mọi người ơi, đến cái hôm là sắp xếp đến cái hôm ấy là tức là đi hạ về là 14 tháng 8, 14 tháng 8 thì sắp xếp là 21 tháng 8 hay là tháng 9 gì đấy, tháng 8 hoặc là tháng 9, 21 thì là nhập tự cho ông ấy về. Đó, thì bắt đầu là ông ấy thì ông ấy cũng có cái giấy mời cũng như là lên thỉnh sư về, hôm đó về thì bắt đầu là sư cũng chuẩn bị, tức là nặng hoa cũng đẹp rồi, cũng chuẩn bị rồi, bắt đầu là cũng chuẩn bị là 1 triệu để là cài vào cái nặng hoa đó để về là mừng cho ông ấy. Thì tất cả mọi người biết được nhá, khi mà về thì sư vừa mới về đến cái ngõ ấy, vừa về đến cái ngõ thì bắt đầu là nó đã có những cái người nọ người kia, nó nói là hôm nay ấy về mà gây rối như thế này thì coi như là trói vứt xuống hồ chứ không để yên với như nọ như kia. Rồi bắt đầu là nó có đưa nọ đưa kia, bắt đầu là nó nói là có nghĩa là mình cũng rất là nhịn nhục thôi, chứ cũng không phải là không nhịn nhục. Nó nói à mày đi tu mà sao mày ác thế, mày ác thế, hồ nó cũng không nỡ ăn thịt con mày, mà bây giờ tiểu mày ở đây mày đuổi tiểu mày đi để mày được cướp cái chùa này, mày đòi cướp cái chùa này, bây giờ mày không cướp được cái chùa này thì mày làm sao mày cướp được. Ngày hôm nay thì Phật giáo cũng đưa sư về, mày không có quyền gì đâu, rồi mày nhục như nọ như kia. Đại ý là nó nói bức kệ, không, tuyệt nhiên cứ kệ, không nói gì hết. Bắt đầu với sư mới đi vào thì ông hòa thượng là ông ấy đang ngồi với mấy cán bộ thì có đệ tử của ông ấy ở cái phòng ngoài, đệ tử của ông ấy là cái ông sư ở cái chùa keo bây giờ ấy. Đấy, thì ngồi ở phòng ngoài với mấy ông nữa, thì bắt đầu là sư mới thấy như vậy một cái, nó sư mới vào cái chỗ mà ông hòa thượng ông ấy đang nói chuyện với mấy cán bộ ấy, thì sư mới nói là con bạch hòa thượng hoan hỉ cho con một tí, con xin hòa thượng một tí thế nào. Ông mới nói là cái gì, nói đi, ông cứ nói đi thì là sư mới nói là con bạch hòa thượng là hôm nay thì là con chỉ xin hòa thượng là hôm nay là ai người ta dẫn chương trình hôm nay ấy, thì tức là sư thì cũng biết cái là cái người dẫn chương trình là cái người nào rồi, là sư biết rồi, sư nào là sư biết rồi, thì bây giờ ai người ta dẫn chương trình hôm nay thì con xin hòa thượng là hòa thượng bảo với người ta là nói lên cho con một câu ấy là con cho em về đăng gia, tức là con cũng có quyền, vẫn có quyền, và con cho em nó về đăng gia,
chứ không phải là con không có quyền hành gì. Thì hòa thượng cho cái người dẫn chương trình họ nói nên như thế cho con một câu cho con hài lòng. Chứ bây giờ con về đây, bây giờ họ sỉ nhục con như nọ như kia từ đầu ngõ, mà con cứ nhịn nhục con không nói một cái gì hết, thì con chỉ xin hòa thượng như vậy thôi. Thế là bắt đầu là tất cả mọi người thấy không, cán bộ của cái xã Vũ Quý ngồi đó với ông, ngồi đó ông nói thế này chứ, khi mà sư nói sư xin như vậy thì ông nói thế này chứ, từ nay trở đi nhá, thầy không có một cái quyền hành giữa cái chùa này nữa. Cái chùa này là được Phật giáo Thái Bình tiến cử Thích Thanh Tùng về đây. Phật giáo Thái Bình tiến cử Thích Thanh Tùng về đây chứ còn thầy không có một cái quyền hành gì nữa nha mọi người nha. Trời ơi mọi người ơi, khi ông ấy nói như thế thì mọi người thấy được, tức là nó quá ư là nó mặc ra trái. Khi mà ông ấy nói dứt lời ấy, thì một cái não bí thư của xã Vũ Quý nó đứng lên nó nói, nó nói thế này: này, ngày hôm nay mà anh về đây anh gây rối, chúng tôi sẽ gô cổ anh lại nhá. Anh về đây anh gây rối, chúng tôi gô cổ anh lại đấy. Mọi người thấy thế nào? Đó, câu đấy mọi người thấy, tức là mọi người thấy được nó quá ư là nhục nhã, đúng không mọi người? Quá ư là nhục nhã, ai là người chịu được những cái cảnh như vậy. Thì sau đó là bắt đầu là thầy mấy sư mới uất hận, nên là sư mới ra chỗ ban thờ tổ sư khóc. Đấy, sư khóc ở chỗ cái ban thờ tổ là: thầy ơi con có lỗi với thầy, con bị người ta lừa rồi, con bị người ta lừa rồi thầy ơi. Thì là sư khóc ở ngoài đó. Thì bắt đầu là nó mới túm lại những cái người của nó, không biết là nó sắp xếp hay như thế nào ấy. Thì nó túm lại là nó khân sư ra, nó bảo nó khân nó vất ra ngõ, về đây phá rối, nó khân nó vất ra ngõ. Chứ thực ra là không phải là phá rối, tức là mình đau khổ quá đến đường cùng của mình thì mình đi ra cái ban thờ tổ là mình khóc, mình kêu như vậy, chứ không phải là mình phá rối. Thì nó mới khân sư ra, thì sư dãy giọng là nó khân sư ra. Nó khân ra được đến sân ấy thì sư mới nói là: cứ bảo tôi sướng, bảo tôi sướng tự tôi đi chứ không phải khân tôi đi. Thì sau đó là bắt đầu là nó bỏ xuống là bắt đầu là sư mới vào, là sư mới lấy cái túi, là sư ra về. Mọi người nhé, sư ra về thì lúc đó thì tất cả các vị sư rất là nhiều, tới khoảng độ 30-40 vị sư xuất hiện rất là nhiều. Thì không biết đầu đuôi làm sao, thì chỉ nói là đã cho người ta chùa rồi, ngày hôm nay còn về phá rối. Mọi người bảo nó là oan uổng đến cái mức độ nào, đã cho người ta chùa rồi, hôm nay còn về phá rối. Thì bây giờ tất cả các vị sư thi ai mà chả muốn bênh ông hòa thượng, đúng không? Ông đang có chức có quyền, đang có chức có quyền rồi là phải nương nhờ ông nhiều cái, ai mà chả muốn bênh ông ấy. Đấy, thì vậy nên mới biết được là khi mà mình có phải mấy, các vị sư có biết mấy là mình phải, nhưng mà bảo các vị sư người ta đi, người ta nói cho mình một câu, người ta nói là đấy, là thầy như thế là thầy đúng, thầy phải đấy. Có bao giờ người ta nói không? Bao giờ mọi người ơi, không bao giờ. Nên là mới nói này, ai ở trong cái hoàn cảnh đấy thì mới biết được. Đấy, mới biết được. Nên là có phải là mọi người thấy được, có phải là gọi là ăn cướp chùa một cách hợp pháp không? Tức là cướp được chùa của người ta rồi, nhưng mà nó còn gieo cái tiếng cho người ta như nọ như kia cơ mọi người nhé. Như nọ như kia. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là vì sao nó lại liên quan tới, nó lại liên quan tới cái chuyện là mẹ nuôi và bố nuôi. Đấy, thì sau đó là cái ông đệ tử, cái ông về cái chùa đó đấy, ông là đệ tử của cái ông hòa thượng ấy. Thì ông ấy lại nhận ra, ông ấy nhận một cái ông bố nuôi ở ngoài phố,
Ông nhận một cái ông bố nuôi ở ngoài phố, tức là con ông ấy nó giàu có đó, giàu có nhất cái xã đó. Nhận một ông bố nuôi mà đời thổ nào ấy mà một thầy chùa mà đi nhận bố nuôi mà chưa từng có nè, đi ra chính quyền phải làm giấy làm tờ với nhau xong xác nhận, nhờ chính quyền xác nhận vào là nhận bố nuôi. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người rồi, các vị sư ấy, người ta nhận bố nuôi mẹ nuôi là thường thường người ta nhận của, người ta nhận tiền, chỉ còn một cái tình cảm thật sự thì người ta không bao giờ người ta nhận. Đấy, thì đến khi mà sư mới nói là cái nhân duyên của sư là với cái bà cụ ở trong Ninh Bình đó mọi người. Cái nhân duyên thì bà cụ này thì phải ngồi ở trên xe đẩy đấy, đi thì phải dìu đỡ bà cụ. Thì đến khi là bà cụ cũng nói là nó có cái nhân duyên rồi, muốn nhận như nọ như kia thì sư chấp nhận đấy. Nếu như mà bà cụ này mà lành mà giàu chưa chắc sư đã nhận đấy. Nhưng bà cụ này thì nói chung là nói nghèo thì cũng không phải là nghèo, nhưng mà con cái thì cũng gọi là đủ ăn thôi. Rồi tháng thì cũng có độ gần 3 triệu tiền lương gì đấy, đại ý là vậy. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng cứ phải ngồi ở trên cái xe năng như vậy. Thì sư mới nghĩ này, thứ nhất là nhận để cho bà cụ vui. Đấy, bà cụ vui thì bà cụ cứ nói là bây giờ là nhiều khi là cứ có những cái giấc mơ là có một đứa trẻ nhỏ lại mặc quần áo nâu, rồi là ở bên bà cụ, rồi bà cụ giật mình tỉnh dậy thì lại không thấy đâu. Đấy, cứ nói như thế. Thì khi mà bà cụ cái thời còn trẻ thì cũng có một lần sa sảy. Nếu như mà cái đứa con đó còn thì cũng như là cái tuổi thầy đấy, cũng đại ý là cũng thế. Đấy, thì cứ vương vấn như vậy thì bây giờ là không biết nó như thế nào. Thì tôi là muốn nhận thầy đấy, làm như là một người con. Tôi thì tôi nghèo lắm, nhưng liệu thầy có chấp nhận không? Thì sư cũng nghĩ là thôi thì bây giờ nó như vậy thì thôi thì cứ nhận để cho bà cụ vui. Hơn nữa là mình nhận được để mình nói được những cái vị sư khác. Nhận bố nhận mẹ thì chỉ có vì tiền vì của thôi. Đấy, thì sư mới chia sẻ cho mọi người. Thì hôm vừa rồi hội hè đấy thì lại có cái chuyện như thế đấy mọi người. Thì sư chia sẻ nó có liên quan như nọ như kia. Đấy, vậy nên là mới nói được cái bài hát vừa xong. Nó ở trong cái ca cảnh lệ nhỏ sân chùa, mà nó đi qua cái cuộc đời của sư thật. Đó là một ông hòa thượng thật, bây giờ hiện đang ở chùa Ngái, xã Quang Bình của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình mọi người nhé. Thì nói chung ấy là ai ở cái hoàn cảnh đó thì phải biết được, đúng không mọi người? Tức là nó quá ư là đau khổ, nó đau khổ. Người ta nói là nó đau khổ đến tận xương và tận tủy.